Vừa mai như Huỳnh mến chào cả nhà khách thân mến, thì hôm nay mình cũng soạn hàng gửi cho khách ha, và số lượng mai ghép và mai quấn rễ hôm nay rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đó, một đơn hàng cho dù 2 cây hoặc là 3 cây trở lên thì mình cũng ship cho cả nhà mình ha. Và rồi đây cả nhà, đây là cây mai Tân Châu nè cả nhà. Và có một anh khách cũng vừa ủng hộ cho Huỳnh xong một cặp mai xoắn để về lấy bo đây. Rồi, đây là những cây Phú Tân nha. Đây, những cây Phú Tân gốc rất là đẹp luôn nè cả nhà. Đó, gốc rất là đẹp. Một cái hình quái. Đó, củ rất to nha cả nhà. Đó, đây. Hình này giống như con ốc quá cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn. Nói chung mới là quay sau thì gửi về cho cả nhà mình ha. Để cả nhà mình về có những cái cây thật là ưng ý luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, đây là nhãn tím nè cả nhà. Cây nhìn rất là tốt không? Và khách thấy cái màu xanh xanh này chính là châm bông chúng ta xịt để mà dưỡng lá cho cây á cả nhà. Rồi, đó. Và đây là số lượng mai con quấn rễ nha. Số lượng mai con quấn rễ ngày hôm nay nè cả nhà. Nói chung thì bây giờ hiện tại bên vườn của Như Huỳnh thì còn những loại cây như thế này cả nhà. Đó. Cây này rất là VIP luôn cả nhà. Loại này thì cao nghiệu nghiệu luôn, từ 70 đến 90 cm, giá là 12.000 một cây cả nhà. Còn nếu mà cao 1 mét trở lên thì giá khác. Rồi đây thì Quỳnh cũng có ghép một mớ ha. Rồi bên đây, đây là cây đám Phú Tân và Thủ Đức mà Quỳnh muốn giới thiệu với cả nhà đây. Đây cả nhà, nhìn nó rất là tốt luôn. Đó, cả nhà thấy không? Tàn hai mùa hơn rồi cả nhà. Chi cành của nó bây giờ là đủ ha. Hình con ốc nè cả nhà, con ốc nó giống ốc sên. Rễ quái không à, rất là đẹp và to nha cả nhà. Cỡ ngón cái của Quỳnh luôn, cây này rất là khỏe. Về chúng ta trồng ha, nó mau phát. Nó mau phát triển, với lại một điều nữa là cái bầu này bầu nhựa nè. Khi mà mình Quỳnh gửi cho cả nhà thì không cần phải tháo ra để mà bỏ chậu. Cả nhà mình về có cái chậu như vậy luôn, đỡ cực ha. Và cái phân này thì cả nhà mình muốn thay vào chậu khác á, thì có thể là thêm sơ dừa với trấu vào cái chậu là khoảng chậu 3-3.5 gì cũng được cả nhà. Đó, thì Tết nay là sẽ có hoa nha. Rồi đây là Phú Tân nha cả nhà. Phú Tân 175.000 một cây, và ai lấy 3 cây thì Huỳnh sẽ bao ship ha. 10 cây á thì em Huỳnh sẽ tặng một cây nha. Rồi bên đây là Thủ Đức nha cả nhà. Thủ Đức thì 150.000 một cây, và ai lấy 3 cây thì Quỳnh cũng bao ship ha cả nhà. 10 cây em cũng sẽ tặng một ha. Và rồi đây là cái đám Thủ Đức, và cả nhà biết không, nó đã là hai mùa hơn rồi. Đó, cành nhánh nó sum xê, nó phát triển rồi, chúng ta về chúng ta trồng trong chậu hay là chúng ta trồng ở dưới đất đều rất là sinh trưởng, rất là nhanh. Và những loại này á cả nhà, Tết là nó sẽ sum xê cành lá nha, bởi vì nó đang đi ra những cái tàn như thế này nè, kín tàn lắm nha. Nó dày tàn, tròn trà tàn nữa nha cả nhà. Rồi ai thích thì liên hệ cho em Huỳnh nha. Và cây á, bây giờ gốc á là nó to to hết rồi cả nhà. Gốc đẹp không nha, củ nở rồi, gốc kiểu này kiểu kia, nói chung rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rồi đây là Phú Tân nha. Hoa của nó sẽ từ 8 đến 12 cánh. Và Phú Tân thì nó chịu được mọi khí hậu luôn, và đặc biệt là khí hậu lạnh. Phú Tân mà nó nở một cái nụ nào á cả nhà, là cái nụ đó nó có ươm nụ nào thì nó sẽ nở nụ đó, mặc dù là nó hơi thưa, bởi vì cái lá, nách lá của nó thưa hơn Thủ Đức cả nhà ha. Còn Thủ Đức á thì cũng hoa cũng sẽ 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Bông của nó cũng to, chắc cũng khoảng cỡ 4 ngón tay Quỳnh á. Và rồi thì khách thân mến ha, nếu như chúng ta thích cái lô này thì alo cho em liền nha. To, củ nở rất là đẹp cả nhà. Nói chung là cái lô này Quỳnh thật sự là ưng ý lắm luôn. Rồi nếu cả nhà mình thích thì alo cho Quỳnh nha, qua số điện thoại là 0949234525. Và cả nhà ơi, 3 cây Quỳnh sẽ bao ship, 10 cây em sẽ tặng một cây ha. Và rồi đây là nhãn tím mà hôm trước Quỳnh có ăn thử cho cả nhà mình xem đây. Đây là cái vườn nhãn tím của cha Như Huỳnh á. Và cái cây này cả nhà mình đem về mình trồng ha, nó rất là mau phát nha. Có nghĩa là nó cứng cáp rồi cả nhà. Cành nhánh như thế này đây. Màu tím nha cả nhà, lạ lắm đúng không ạ? Cái cành tím nè, bông cũng tím, hoa
trái màu tím luôn. Đây là nhãn long tím ha, 90.000 một cây thôi, và ai lấy 3 cây em sẽ bao ship 10 cây em tặng một luôn. Và cả nhà biết không, đối với cái cây này á, mình trồng á, là thứ nhất là nó đem lại cái thẩm mỹ nè, giải trí, và đặc biệt là trái cây sạch. Trái cây sạch không sử dụng phân thuốc nhiều nhưng mà nó vẫn phát triển tốt, bởi vì đây là một trong những cái loại nhãn mà có thể khắc được cái bệnh chổi rồng. Và cả nhà thích lắm, sẽ thích lắm. Khi chúng ta trồng nó phát triển tầm 3 đến 6 tháng chúng ta sẽ có trái. Đối với cái hình thức chui cành thì năng suất và coi như sản lượng và trái nó có rất là nhanh. Rồi, ai yêu thích thì alo cho Quỳnh nha. Như Quỳnh mến chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Em Quỳnh mến chào.